chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chuyển động crypto 24 giờ. Mỗi bản tin được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần trên kênh CryptoLinkVN. Kyber Network KNC tăng mạnh sau thông tin hợp tác cùng Avalanche Rust và Uniswap. Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết người Nga hiện sở hữu tổng cộng hơn 10.000 tỷ rúp, tương đương 130 tỷ USD tiền mã hóa. Sàn giao dịch Binance vừa chính thức bổ nhiệm một cựu quan chức từ FCA cho vị trí giám đốc toàn cầu. Hoạt động khai thác Bitcoin giúp thúc đẩy sự phát triển của hạ tầng năng lượng xanh cũng như tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế mới. Mời các bạn cùng đến với bản tin chuyển động crypto 24 giờ tối nay. Một dự án đã nổi lên trong vài tháng qua là Kyber Network KNC, sàn thanh khoản và giao dịch điện tử đa chuỗi nhằm mục đích cung cấp cho người dùng tỷ giá giao dịch tốt nhất. Theo thông tin phân tích cho thấy, sau khi bật khỏi mức thấp 2,83 đô la vào ngày 6 tháng 4, giá KNC đã tăng 55,4% để đạt mức cao nhất mọi thời đại là 4,04 đô la vào ngày 8 tháng 4, trong bối cảnh giao dịch 24 giờ của nó tăng vọt 253%. Một trong những yếu tố lớn nhất tạo ra sự thúc đẩy cho Kyber Network là sự thúc đẩy của giao thức để tích hợp với các chuỗi hàng đầu trong hệ sinh thái tiền điện tử gồm nhiều đồng altcoin nổi bật. Ngoài ra, việc hợp tác với dự án Avalanche Network và chương trình khai thác thanh khoản Avalanche Rust giai đoạn 2 cũng như việc Kyber Swap tích hợp với Uniswap V3 trên mạng Ethereum và Polygon đưa sàn giao dịch phi tập trung này vào hệ sinh thái Kyber Swap đã khiến giá KNC bật tăng mạnh mẽ. Hai công ty lớn chuyên ủng hộ Bitcoin đã cùng bắt tay vào một sáng kiến mới nhằm chứng minh hoạt động khai thác đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới có thể sử dụng năng lượng tái tạo. Cụ thể, công ty phần mềm Blockstream và công ty thanh toán Block tên cũ là Square do cựu CEO Twitter Jack Dorsey lãnh đạo thông báo đang trong quá trình xây dựng một trang trại đào BTC tại Texas, Mỹ, sử dụng năng lượng mặt trời để cung cấp điện năng. Đáng chú ý, trang trại này sẽ sử dụng các tấm pin mặt trời và công nghệ lưu trữ điện năng của Tesla, hãng xe điện số 1 thế giới của tỷ phú Elon Musk. Chưa rõ liệu Tesla có trực tiếp tham gia vào kế hoạch này hay không, CEO Blockstream Adam Back khẳng định trang trại trên sẽ là bằng chứng thực tiễn cho việc hoạt động đào BTC có thể xanh hóa theo thời gian, giải quyết luận điểm chỉ trích chủ đạo nhắm đến đồng tiền mã hóa này là vấn đề môi trường. Gần đây, Robinhood đã phát hành ví tiền điện tử của mình cho 2 triệu người dùng trong danh sách chờ. Đây được cho là một động thái có tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực tiền điện tử. Tuy nhiên, nó đi kèm với những hạn chế nghiêm trọng. Ứng dụng Robinhood đã cung cấp giao dịch tiền điện tử trong khoảng 3 năm trở lại đây. Doanh thu quý 4 năm 2021 của Robinhood là 48 triệu đô la được tạo ra từ tiền điện tử. Ví mới của công ty có bản beta ra mắt vào tháng 9 năm 2021 cho phép người dùng tương tác trực tiếp với tiền điện tử, mang lại cơ hội cho người sáng tạo trên phương tiện truyền thông xã hội bằng tiền điện tử và quét mã QR để gửi tiền điện tử đến một ví khác. Theo trang web của công ty, các cá nhân có thể gửi tiền điện tử trị giá tới 5.000 đô la hoặc thực hiện tổng cộng 10 lần chuyển trong vòng 24 giờ. Khác với Coinbase, tính phí 1% để chuyển tiền điện tử sang fiat, nhưng Robinhood không tính bất kỳ khoản phí nào. Tuy nhiên, một số hạn chế mới của ví gây khó chịu cho người dùng bao gồm ví của Robinhood không thể chứa NFT cũng như không thể chứa các loại tiền điện tử khác. Với các loại tiền điện tử được phép giao dịch trên ứng dụng Robinhood, đối với những tài sản được mua trên Robinhood trước khi công ty ra mắt ví sẽ bị kẹt lại và không có cách nào để di chuyển chúng ra khỏi Robinhood và vào một ví riêng. Trong buổi trình bày báo cáo thường niên của chính phủ Nga vào ngày 8 tháng 4, Thủ tướng Mikhail Mishustin cho biết người Nga hiện sở hữu tổng cộng hơn 10.000 tỷ rúp, tương đương 130 tỷ USD tiền mã hóa, trong đó phổ biến nhất là Bitcoin BTC. Ước tính mới nhất về khối lượng tiền mã hóa của người Nga được Thủ tướng trích dẫn khá gần với lượng vàng của đất nước, được báo cáo lên tới 140 tỷ USD vào cuối tháng 3 năm 2022. Theo thống kê của Nhà Trắng, kho vàng của Nga chiếm khoảng 20% tổng tài sản dự trữ tổng thể của cả nước. Các con số mới nhất từ chính phủ Nga được đưa ra vài tháng sau khi Ngân hàng Trung ương Nga công bố kế hoạch đánh giá quy mô đầu tư crypto trên toàn quốc vào đầu năm nay. Vào thời điểm đó, Ngân hàng Trung ương đo lường các giao dịch tiền mã hóa hàng năm của Nga chỉ rơi vào khoảng 5 tỷ USD. Mặt khác, theo báo cáo từ Bloomberg hồi tháng 2, cũng cho thấy người dân Nga có thể giữ hơn 200 tỷ USD tiền mã hóa, chiếm 12% tổng vốn hóa thị trường. Sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới là Binance vừa bổ nhiệm một quan chức hàng đầu của cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh FCA làm giám đốc toàn cầu về chính sách pháp lý. Stephen Mark Reiter đã rời khỏi cơ quan quản lý sau hơn 9 năm nhiệm kỳ, nơi ông giữ một số vai trò liên quan đến Fintech, theo một bài đăng trên LinkedIn. Gần đây nhất, ông đã làm việc với tư cách là giám đốc chiến lược và tham gia trong bộ phận dữ liệu, công nghệ và đổi mới. Ông đã đóng góp công trong đánh giá Khalifa về Fintech của Anh được nhiều người mong đợi, do Thủ tướng ủy quyền để xác định các lĩnh vực
cực phát triển chiến lược trong ngành. Việc bổ nhiệm được đưa ra khi giám đốc điều hành Binance Champen Zhao, tỷ phú tiền điện tử nổi tiếng được biết đến với cái tên CZ, gần đây đã tập trung các quan chức chính phủ Anh có sức ảnh hưởng ở Westminster. Mark Reuters là ví dụ mới nhất về việc một quan chức trước đây làm việc tại một tổ chức công, chẳng hạn như ngân hàng trung ương, chính phủ hoặc cơ quan quản lý, đến đầu quân cho một công ty tiền điện tử. Ủy ban Chính sách Cộng hòa của Thượng viện RPC do Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Roy Blunt, RMO, làm chủ tịch đã làm việc để hình thành các mục tiêu chính sách lập pháp cho đảng, cũng như cung cấp các nghiên cứu và phân tích về nhiều chủ đề khác nhau. Một bài báo chính sách có tiêu đề tiền điện tử trở nên phổ biến được viết vào ngày 7 tháng 4 về việc khám phá cả những lợi ích và mặt tối của tiền điện tử. Nội dung của bài báo giới thiệu lợi ích tiềm năng của tiền điện tử để giảm chi phí, tốc độ giao dịch và tăng cường quyền riêng tư, cũng kêu gọi sự chú ý đến việc tiền điện tử có thể đóng vai trò trong các mục đích bất chính như các vụ tấn công ransomware, mã độc tống tiền, lừa đảo, đầu cơ và buôn bán ma túy. Mặc dù bài báo không có đưa thêm những thông tin mới, nhưng bản thân bài báo này cũng đáng chú ý vì nó thể hiện sự phát triển của quan điểm chính sách gắn kết hơn của Đảng Cộng hòa về tiền điện tử. Nhìn chung, các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện ủng hộ ngành công nghiệp tiền điện tử nhiều hơn các đảng viên Đảng Dân chủ Thượng viện, nhưng các nỗ lực chính sách vẫn còn chưa nhất quán. Hiện nay, mối quan tâm giữa Bitcoin với năng lượng đang vượt ra ngoài các lĩnh vực khai thác thông thường. Một dự án Lightning có tên là Distributor được phát triển bởi Andy Stockdale và đã được giới thiệu trong phòng triển lãm của Hội nghị Bitcoin 2022, hứa hẹn sẽ thúc đẩy quá trình tích hợp Bitcoin với lĩnh vực năng lượng theo một cách mới đầy thú vị. Andy Stockdale đang sử dụng Lightning để tích hợp thanh toán tiền điện bằng Bitcoin thông qua một nút hỗ trợ Lightning được tích hợp vào xe điện của Tesla với một nút hỗ trợ Lightning được tích hợp vào một chạm sạc. Với hệ thống này, các cá nhân có thể phân luồng điện tử trong thị trường năng lượng ngang hàng. Distributor hiện đang sử dụng trường hợp sử dụng xe điện làm thí điểm. Tuy nhiên, trong tương lai, công nghệ này sẽ được áp dụng quy mô rộng lớn hơn nhiều. Nó sẽ giúp các công ty tiện ích định giá và phân phối điện hiệu quả hơn, cũng như cho phép các nhà sản xuất điện độc lập bán trực tiếp cho khách hàng một cách thuận tiện hơn. Những nhà khai thác Bitcoin sẽ cứu thế giới khi họ chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng xanh, trích lời của doanh nhân kiêm ngôi sao Shark Tank Kevin O'Leary, hay còn được gọi là Mr. Wonderful tại Hội nghị Bitcoin 2022. Một số người tin rằng các thợ đào có thể là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của cơ sở hạ tầng năng lượng xanh. Theo ước tính, có gần 40% hoạt động khai thác Bitcoin hiện được cung cấp bởi năng lượng xanh, chủ yếu là thủy điện. O'Leary giải thích rằng nhu cầu ngày càng tăng về điện nhiệt và điện hạt nhân sẽ không chỉ thúc đẩy sự đổi mới mà còn thúc đẩy việc tìm kiếm nguồn năng lượng sạch hơn. Theo doanh nhân người Canada, các thợ mỏ nên chọn các giải pháp thay thế năng lượng sạch ngay từ đầu vì các chương trình bù đắp carbon không khả thi như các giải pháp lâu dài cho lượng khí thải carbon của Bitcoin. Sau đây là một số tin vấn đáng chú ý trong ngày. Lithium Finance chính thức khởi chạy Private Testnet, củng cố sứ mệnh hiện thực hóa giải pháp khám phá giá đối với tài sản kém thanh khoản thông qua trí tuệ đám đông. Thông qua việc sử dụng khuôn khổ phi tập trung của Lithium Finance để khởi động giá tài sản, dự án đem đến một giải pháp sáng tạo giúp định giá tài sản kém thanh khoản như NFT, tiền mã hóa, các sản phẩm và dịch vụ tài chính truyền thống khó định giá. Trong phiên bản Private Testnet này, Lithium Finance đã liên tục kiểm tra cơ chế sản phẩm và cơ sở hạ tầng của mình, cũng như phát triển giao diện người dùng và chuẩn bị khởi chạy nhiều tính năng hấp dẫn khác. Bộ ba cựu giám đốc điều hành Citi đã thành lập một công ty đầu tư tập trung vào tiền điện tử cũng như các giải pháp tài chính cho khách hàng. Motus Capital Management được dẫn dắt bởi Alex Kirete, Greg Girasso và Frank Cavallo. Kirete và Girasso trước đây là tổng giám đốc nhóm tài sản kỹ thuật số của Citi, trong khi Cavallo là giám đốc và cố vấn đầu tư giám sát khoảng 8 tỷ đô la tài sản cho ngân hàng. Quỹ SBAR, một tổ chức lập nên để phát triển của hệ sinh thái Hedera, Hashgraph và các ứng dụng trên nền tảng đó, đã thông báo ra mắt quỹ TSF Metaverse, cung cấp 250 triệu đô nhằm khuyến khích các lập trình viên muốn đưa các ứng dụng Metaverse của họ vào cuộc sống bằng cách sử dụng các công cụ của Hedera, Hashgraph. Hơn nữa, quỹ này có thể giúp những nhà phát triển trong lĩnh vực Metaverse giải quyết khó khăn khi tung ra các sản phẩm mới nhờ sự hỗ trợ tài chính và kinh nghiệm từ những người đi trước. Blockchain Brawler của Wax Studio đã kiếm được 357 triệu đô la khối lượng giao dịch chỉ trong một tuần, theo một thông cáo báo chí của công ty. Kể từ khi phiên bản beta của trò chơi được phát hành trực tuyến trên chuỗi khối Wax vào ngày 30 tháng 3, người chơi đã kiếm được trung bình hàng ngày 3.200 BRWL, token gốc của trò chơi. Wax Studio được liên kết với World Asset Exchange, WAX. Người đứng đầu Wax Studio, Michael Rubinelli, chia sẻ, trò chơi này thu hút game thủ bằng cách ngay lập tức cho phép thực hiện mua hàng trong trò chơi thông qua chuỗi khối Wax mà không tốn thời gian chờ đợi. Thị trường tiền mã hóa chiều nay tăng nhẹ trở lại.
Vốn hóa thị trường tính đến 5 giờ chiều cùng ngày đang giữ ở mức 2.07 nghìn tỷ đô la, tăng 0.5% so với ngày hôm qua. Bitcoin hiện đang giao dịch quanh mốc 42.619 đô, tăng 0.2%. Ethereum ghi nhận mức tăng mạnh hơn, đạt 0.8% và hiện đang được trao đổi trong khoảng 3.241 nghìn đô. Binance Coin đang giữ ở ngưỡng 423 đô. Nếu cảm thấy bổ ích, đừng quên like, share, đăng ký kênh để nhận được những bản tin mới nhất về tình hình thị trường crypto trong 24 giờ qua. Xin chào và chúc mọi người có kỳ nghỉ lễ thật nhiều niềm vui.